Dạ, cố lên. Mất, anh ơi. Mất 10 giây, 8 giây thôi. Tôi giả. 8 giây. Kìa kìa, nhìn nó nhá. Quá thật. Quá thật. Sau đây tôi sẽ đọc cái ra to lên. Cầu thủ viên số 27 Trần Đình Cường. Em xin. Hoàng đâu nhỉ? Đang vào. Đấy, đứng cái đấy. Hoàng chuẩn bị vào đi.